Rồi, xin chào mọi người. Trên tay mình đang là một đèn LED Spotlight của Smonrix đầu tiên nha. 30B, Smonrix RC30B 30W, hàng 765 độ K. Làm nhỏ gọn nha, 480g. Thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ kèm như vậy thôi. Gắn lên chân đèn nè. Rồi một cái nút on off phía sau. Một màn hình nhỏ. Ở đây là bạn điều chỉnh cái độ sáng nè. Đó, 20%. Con này rất là sáng nha. Gần đâu mình thông số là nó từ 48.000 lút ở 0,5 m là rất là sáng nha. Có thể nó qua một cái thấu kính này, nó chiếu rất là mạnh. Các bạn có thể điều chỉnh được cái độ xa. Đó. Do mà một chỗ. Đó, bạn đã xoay cái này tạo cái góc cái chiêu tí gọi là cái ta thì chùm á. Nói chung là mình không có chuyên về bên này, nhưng mà chủ yếu là mình hôm nay mình sẽ review sơ sơ thôi để mọi người biết về cái hình dáng thôi, về cái đèn và cái cách sử dụng đơn giản đó. Thì cái bandeau thì bạn mua nó sẽ kèm theo như vậy đó, bạn điều chỉnh độ sáng vừa vừa nè, chỉnh độ K thì ấn thêm lần nữa đó, ấn sáng vàng đó, sáng trắng hay độ sáng, chỉnh lại độ sáng trắng nè, vặn lên. Con này không có app nha, nó có kèm một cái adapter gắn một cổng DC gắn vào là dùng thôi. Bandeau nè, ở một số cạnh bạn cần cái tia sáng nó chiếu nó chùm tạo những hiệu ứng để bạn quay chụp sản phẩm á, đó những ánh sáng theo ý bạn có tạo những cái góc chụp chiếu tỏa ra đó, hoặc là gom nó vào đó, tùy theo setup của mỗi người nha, đó, tạo những cái hiệu ứng đó tùy theo setup của mình đó, gom tia sáng lại không tạo những cái đó thôi. Spotlight thì nhiệm vụ nó chỉ là như vậy thôi đó, bạn muốn xa hay gần bạn tạo hiệu ứng thì bạn tùy theo các bạn. Đó, đang tạo những cái hiệu ứng chung do sở mỗi người thôi. Nói chung bạn chuyên về bên SEO, chuyên về chụp sản phẩm mà biết cách sử dụng những cái đèn này thì bạn phát huy rất là ngon, hoặc là những bạn nào chưa biết mua về bạn tận dụng bạn tìm hiểu về nó nha. Chung giá nó cũng mềm 1 triệu mấy, 30W, sáng cao, ok, làm đẹp gọn, chất liệu nhựa ABS nha. Đó, mình thấy đánh giá thấy là ngon, tầm giá này có muốn đưa ra cái đèn này ok. Cái ngàm thì đa số nó con này không có là bằng kim loại nhiều, đa số bằng nhựa hết. Cái này thì chỉnh nè, độ cù nè. Đó, cái này thì gắn lên chân đèn. Cái phần này mình nghĩ làm bằng kim loại ngon hơn cho nó chắc chắn. Thế nhưng mà họ làm như vậy để giảm cái giá thành nó xuống hết mức có thể. Tại cái mấy mẫu này họ bán có 1 triệu mấy là cái giá quá rẻ rồi. Sợ. Đó, muốn lớn hơn thì bạn sẽ tạo lên. Đó. Tạo đèn background rồi đánh highlight, nói chung là nhiều cách. Nói chung là mình không có chuyên về SEO. Nói chung những bạn nào chuyên về những cái đèn này thì tận dụng nó phát huy rất là nhiều. Mình bán cũng khá là ok cho những bạn chuyên chụp quay chụp sản phẩm á. Rồi các bạn cần cứ nhắn mình nha, đó là demo sơ thôi. Cái này điều chỉnh cái góc nó 45 độ, xoay cái này vào. Đó, ngon, gọn nhẹ, đẹp. Quạt tản nhiệt phía sau làm đơn giản thôi. Ok, tắt. Này DC cắm dưới, bạn có thể dùng từ pin V-mount nha, bạn mua thêm một sợi dây chuyển từ đa táp ra DC hoặc là từ tai C 65W ra cổng DC 12V gắn vào đây nha. Đó là bạn cấp nguồn di động. Chứ con này nó không có cổng Type C, nó dùng cổng DC. Rồi các bạn cần cứ nhắn mình, đây review đơn giản thôi. Ok, tại vì mình không có chuyên vào bên studio thì mình không có nói nhiều về cái hơn được. Mình chủ yếu là mình bán sản phẩm thôi, mình giới thiệu mọi người cái nào mới ra thì mình giới thiệu mọi người cái hình dáng rồi cái hoạt động cơ bản thôi, cách dùng cơ bản thôi. Rồi còn chuyên sâu hơn thì phải master, những bạn là chuyên về cái này thì bạn mới nói nhiều được. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, cần có liên hệ mình.